Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Không Gian Cảm Xúc mùa thứ hai, chương trình do Công ty Truyền thông Bi phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:30 mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 ạ. Và bây giờ thì xin một tràng vỗ tay thật to nữa để cùng chào đón hai người bạn đồng hành của Cường, ca sĩ Dương Edward và Trương Thảo Nhi ạ. Làm sao thấy Dương có vẻ rất là yêu đời đúng không anh? Bước ra rồi nhún nhảy rất là hip hop luôn. Có hai cái lý do anh nghĩ rằng là Dương cảm thấy yêu đời như vậy. Cái thứ nhất là Dương đã tìm lại cái cảm hứng của mình khi đứng cạnh Nhi. Hoặc là hôm nay khách mời là một người rất đẹp. Thứ nhất là đúng, nhìn Mai Nhi rất là xinh. Đó. Đấy. Thứ hai là vì hôm nay sẽ có một người cũng rất là xinh nữa. Cái thứ ba là em được gặp lại một người bạn lâu rồi em chưa gặp. Dạ. Cảm giác như vậy sắp được. Nếu như vậy thì em nghĩ em sẽ đứng qua đây để cho Dương đứng gần người bạn vậy thân yêu của Dương. Quốc vừa bật mí hai người khách mời đặc biệt. Đầu tiên thì xin mời lên sân khấu Á Hậu Hà Thu. Hà Thu ơi, Hà Thu có thể gửi một lời chào đến với khán giả của Không Gian Cảm Xúc. Dạ, lời đầu tiên thì cho Hà Thu gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Không Gian Cảm Xúc ạ. Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều những cái cảm xúc vui vẻ với nhau. Wow, thật ra thì từ lúc đầu thì Cường khá là lo lắng. Tại vì Hà Thu thì không lạ lẫm với những sân khấu rồi. Nhưng mà Hà Thu lại đến với một cái chương trình âm nhạc thì sợ rằng là cô này sẽ có một cái chút xíu rụt rè, lo sợ. Nhưng không đâu, ra nói rất là uyển chuyển và dõng dạc. Thật ra là em có sợ nha anh. Sợ hát thì ít mà sợ cái chủ đề hôm nay là nhiều á. Anh chưa bật mí, nhưng bây giờ thì mình sẽ chào đón cái người khách mời thứ hai. Và sau đó mình sẽ cùng bật mí chủ đề hôm nay nha. Vị khách mời này đã từng chiếm được tình cảm của tất cả khán giả trong Không Gian Cảm Xúc mùa thứ nhất. Xin một tràng vỗ tay thật to dành cho ca sĩ Jakey. Đó, cảm giác thân thuộc liền. Nhưng mà Jakey ơi, mình quay trở lại với Không Gian Cảm Xúc, mình cảm thấy như thế nào? Lời đầu tiên thì cho phép Jakey xin được gửi tới tất cả các anh chị đang có mặt ở trên sân khấu ngày hôm nay, cũng như là tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình một lời chào cũng như là một lời cảm ơn, bởi vì là mọi người đã tạo cho em một cái điều kiện để em có thể quay lại được gặp gỡ mọi người ạ. Cái mùa thứ hai này thật sự là rất là hoành tráng. Mọi người nhìn thấy các anh chị ở đây đều rất là tuyệt vời. Và lần này thì Jakey cảm thấy rằng là mọi thứ ở đây nó hoàn hảo. Cảm ơn Jakey rất là nhiều ạ. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, đêm nhạc tuần này chính thức bắt đầu. Trước khi đến với chủ đề thì Cường sẽ chia sẻ một cái câu chuyện ở trên một cái diễn đàn. Thì họ đăng một cái bài là bình thường khi con người ta say á thì người ta sẽ làm gì. Có một cái câu trả lời của một cái bạn nằm ở là top comment luôn. Thì cái câu trả lời đó là khi say thì người ta thường hay nhắn tin cho người yêu cũ. Hay bị nhắn nhầm. Đúng chưa, bị nhắn nhầm đúng không, đúng không? Không có số, sao nhắn? Không có số, xóa số luôn hả? Xóa số luôn, như rất là quyết liệt. Như Dương thấy có đúng không? Em thì không muốn xóa nhưng phải xóa. Sợ người yêu mới biết. Vâng. Em nghĩ là xóa trên điện thoại thôi chứ làm sao mà xóa trong trí nhớ được đúng không anh? Nếu mà thực sự mà mình muốn nhớ là mình sẽ nhớ thôi à. Mà khi say là càng dễ nhớ nữa, tự nó bấm bấm lẹ dữ lắm. Thì đó, khi say thì người ta hay nhớ tới những người yêu, có thể là làm mình đau, có thể đã làm cho mình yêu rất nhiều. Thì vô tình cái câu trả lời đó nó lại chiếm được nhiều cái sự đồng tình của cư dân mạng nhất. Chính vì vậy mà anh mới quyết định là chọn cái chủ đề của tập phát sóng tuần này, chính là người yêu cũ. Để mở đầu cho cái chủ đề ngày hôm nay, xin mời tất cả mọi người hãy cùng lắng nghe một ca khúc rất là hay ạ. Xin mời âm nhạc. Yeah,
ra sao? Đang yêu ai quen ai? Anh nhìn em trông gầy hơn trước đây. Anh cứ thắc mắc mãi, sao nghe câu chia tay em bình tâm như người đi trên sân. Bởi vì anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó. Mà trong khi em biết anh thì muốn được từ sớm. Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhỏ? Đến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhờ? Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì? Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh đâu còn quan tâm làm gì. Đừng bận lòng rồi thức khuya, chỉ là vài dòng nhắn tin, cần gì lạnh lùng như thế. Đó là em bỏ hút thuốc chưa, và phần trình bày của Jackie và Trương Thảo Nhi ạ. Em thấy là hình khi hai người này hát về người yêu cũ, gương mặt rạng người hạnh phúc luôn. Hai bạn vui vì được nhắn tin với người yêu cũ, nhưng mà Hà Thu lại không đồng ý, đúng không? Em nói vậy thôi chứ em chưa yêu mà, chưa có mối tình đầu. Chưa yêu lần nào. Chưa có người yêu cũ. Wow, năm nay mình chưa có hiểu cũ thiệt hả ta? Dạ không. Đó, thấy chưa, làm sao tôi tin được. Anh biết làm sao không? Tại sao mà không có muốn nhắc tới không? Sao? Em hay kiểu là khi nào mình yêu tin nhắn á, kiểu hay gây nhau hay gì đó là em hay chụp màn hình lại để em làm chứng cứ lắm. Mình chia tay rồi thì lâu lâu mình đi xóa ảnh cũ. Vô tình thì mình cũng tò mò ngày xưa mình nhắn cái gì vậy ta. Cái em đọc lại em thấy là nhắn những cái nó phi thực tế lắm, nhưng mà em vẫn tin. Ví dụ như là anh đang khóc vì anh buồn quá, anh em không hiểu anh buồn quá, em tin đó. Xong cái một ngày khi mà mình bước qua được cái giai đoạn đó rồi đó,
cái mình nhìn lại mình xóa nha. Cái giờ anh hỏi em hơi quê. Cái nét kể của Thu á, nó rất là dễ thương. Hào hứng. Đúng rồi, hào hứng khi mà nhắc lại luôn á. Thật ra thì trêu Thu thôi. Vì những cái sự trải lòng như vậy thì xin mời Hà Thu hãy thể hiện một ca khúc, một sáng tác rất là hay của Hiếu Kim Tuyền để mang tên Chưa Quên Người Yêu Cũ. Tình yêu là kia.
gọi tên. Trời, khúc cuối em thấy rưng luôn kìa anh. Không những là rưng mà cái giọng nghẹn luôn. Nghẹn chưa ngào quên luôn. Rõ ràng đúng như Hà Thu nói là ở ngoài thì mạnh mẽ đó, nhưng mà thật ra thì khi mà hát rồi thì cảm xúc mình lúc đó bộc lộ thật mà. Một tràng vỗ tay cho giọng hát của Hà Thu ạ. Bản thân anh thì anh đã từng gặp một vài trường hợp như thế này. Đôi khi người ta cũng chấp nhận là người ta sẽ buông tay để cho người con gái có một cái cơ hội, có được một cái tình yêu hoặc là một cái cuộc sống tốt hơn. Em với bạn bè là hay giỡn nhau mấy cái câu là thôi anh mong em tìm người khác tốt hơn anh đồ. Tụi nó nói sao ngày xưa không nói vậy đó. Xong em có thể hiểu là có nghĩa rằng là khi mà cái người đó nói câu đó, bản thân em nghĩ là em sẽ chấp nhận lời chia tay. Không phải là vì em hết yêu người đó, mà là vì em cảm thấy người đó không có đủ yêu em. Tại vì nếu như người đó thật sự yêu mình á, thì người đó sẽ phải cố gắng và chứng minh cho mình thấy người đó đủ khả năng, đủ trưởng thành và đủ là một bờ vai để cho mình dựa vào. Dựa vô tôi nè, dựa vô Thu nè, không có ai để dựa đâu bạn ơi. Dựa vô đây. Thôi ráng nha. Tất nhiên là sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện như là Hà Thu nói nè, sẽ có những người dùng cái đó là cái cớ. Nhưng mà thực tế nó cũng vẫn có những cái trường hợp éo le như những gì mà anh vừa chia sẻ. Là vẫn có một vài người họ đã đến những cái bước đường cùng, bản thân họ cảm thấy rằng là họ không thể vực dậy được luôn. Và nhiều khi cái tình yêu lớn nhất lúc đó mà họ có được, đó chính là buông tay cái người mà mình thương. Và một số người thì sẽ gặp may mắn hơn, họ cũng sẽ như Trinh Thảo Nhi nói là vì cái tình yêu mà đúng, phải mạnh mẽ, dạ, và đúng, để tự vươn lên. Nhưng và mà khó lắm. Chiếm giữ cái những cái người đó. mà họ cố gắng vì người mình thương á, không phải ai cũng làm được. Không, đôi khi là có thể là họ chỉ dừng ở mức yêu thôi, chứ họ chưa tới được mức thương. Rất là hay luôn. Càng ngày là càng bị đắm chìm ở giọng hát của Duy Edward rồi đó. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Mọi người cho Trinh Dương chạm vào tay đi ạ. Em có một cái câu chuyện. Câu chuyện này là câu chuyện có thật luôn nha. Đây là một người bạn. Cô ấy kết hôn được 3 tháng. Thì cái hôm đó, cái cổ với chồng cổ mới cãi vã. Cãi vã qua lại xong rồi chồng cổ đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì cổ mới cảm thấy rằng là thì lúc đó mình quá đáng quá. Nói chung là muốn nhắn tin gọi điện để xin lỗi, nhưng mà tự nhiên lại không có liên lạc được. Một vài tiếng sau thì mới được báo tin là người chồng đã gặp sự cố. Cô ấy mang một cái tiếc nuối. Một cái tiếc nuối nó vô cùng lớn luôn. Suốt bao nhiêu năm tới bây giờ, một cái một năm tới cái ngày đó đó, thì cô ấy lại viết một cái bài ở trên trang cá nhân của cô ấy. Cô ấy hỏi rằng là anh ở trên kia có tốt không? Hỏi nhưng mà không biết rằng là câu trả lời là như thế nào. Mình cảm thấy cái sự tuyệt vọng. Nhưng mà cuối cùng thì cũng mạnh mẽ vượt qua được. Cái câu chuyện đó nó dạy cho mình được một cái bài học là hãy biết quý trọng những gì trước mắt. Nhất là gia đình là một món quà vô giá đối với mỗi người. Lúc bấy giờ có một cái bài hát nó vang lên ở trong thời điểm đó luôn, trong thời điểm mà có những sự cố đó, là bài hát Cuộc sống em ổn không. Thì hôm nay Cường muốn đưa cái ca khúc này như là một cái lời tâm sự của mình, của cái câu chuyện của người bạn của mình đến cho khán giả. Và Siki, em có thể giúp cho chương trình thể hiện ca khúc này nhé. Cuộc sống em ổn không, một sáng tác của Vương Anh Tú ạ. Thank you.
Ngày hôm nay mình xa nhau được mấy ngày, tại sao anh lại thế này, lệ anh sao cứ tuôn chảy. Yêu ai đúng không vậy, đừng nói với anh đã chia tay, sẽ chẳng phải với anh đấy. Anh phải vượt bỏ tình cảm vốn có, đong đầy bao nỗi lo, phải từ bỏ thật nhiều thói quen tháng ngày đó, để em bên cạnh người khác đó. Chẳng đắn đo tại sao khi gặp lại nước mắt em vẫn rơi. Cuộc sống em ổn không, cuộc sống em hy vọng, thấy em khóc lòng phải chẳng khổ tâm, điều gì phải không, anh vẫn luôn ở đây. Anh như đang muốn trách anh nhiều thế, từng nói đã chọn đi, đừng cất bước quay về, thế nhưng thấy người anh thương tổn thương, anh lại thấy thương, tự trách cứ bản thân, chẳng giữ em ân cần. Người ta mặc em bước đi, anh ngẩn ngơ. Vốn có đong đầy bao nỗi lo, phải từ bỏ thật nhiều thói quen ta ngày đó, để em bên cạnh người khác đó, làm tất cả chẳng đắn đo, tại sao khi gặp lại nước mắt em vẫn rơi. Chẳng khổ tâm, điều gì phải khổ, anh vẫn luôn ở đây, đừng đơn đau như vậy, đừng ghi chặt anh như đang muốn trách anh nhiều thế. Phải chẳng khổ tâm, điều gì phải khổ, anh vẫn luôn ở đây, đừng đơn đau như vậy, đừng ghi chặt anh như đang muốn trách anh nhiều thế. Mặc em bước đi,
anh ơn chắc là tại vì Jackie hát hay quá rồi. Hát kiểu này rồi hát đây là chạm đến trái tim. Mới là tại hát này, tại Jackie này. Cái này là tại bạn rồi đó, bạn tính sao bạn tính đi. Giải quyết lẹ đi. Thương anh. Thì nói chung là cái bài hát nó đặt vào đúng cái câu chuyện ngay lúc đó luôn này, mọi cái ký ức nó ùa về. Cố nhắm mắt cố quên, mình không muốn mở mắt ra luôn á. Nhưng mà câu chuyện nó cứ chạy. Thôi xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi ạ. Thật ra là khi mà nhìn thấy anh Cường khóc với lại là hai bài hát vừa qua thì em thấy ngoài cái sự hối tiếc á, là vì mình đã không có trọn vẹn với nhau á, thì em nhìn ra được một nỗi sợ của các cánh mày râu, đó là nhìn chị em khóc, đúng không ạ? Này thì chuẩn rồi, không lệch cái đầu rồi. Nhưng mà nhiều lúc á, phụ nữ không có cho đàn ông chúng tôi có cái cơ hội được giải bày ngay. Á. Đúng rồi. Đúng không? Nhiều khi khó hiểu lắm anh ạ. Đúng rồi. Đúng, đúng. Cái này em xác nhận ạ. Ví dụ như kiểu quan sát là thấy người yêu mình có một cái chuyện gì đó, mình biết chắc là không như bình thường rồi, không phải là như bình thường. Và mình hỏi thì không có làm sao đâu. Cái câu chuyện của Dương Network chưa có kinh khủng bằng cái câu chuyện của gia đình tôi luôn. Như là Dương nói rằng là thấy có vấn đề đúng không? Mình bây giờ hỏi đúng không là em bị sao vậy đúng không? Thì người ấy trả lời là không sao cả đúng không? Đây, em bị sao vậy? Tự hiểu đi. Theo anh thì sao? Vậy em mới sợ đó. Thật ra em nghĩ rằng là có những cái đàn ông nghĩ nó sẽ bình thường, vô tư, nghĩ không có gì hết. Nhưng mà phụ nữ lại nghĩ rằng là tại sao không có để ý những cái việc rất là nhỏ như vậy ta? Cái bị mình bị khó chịu những cái đó. Gói gọn hết tất cả những vấn đề mà chúng ta vừa trao đổi thì có những cái cuộc cãi vã sẽ được giải quyết. Cả hai sẽ lại hòa thuận tiếp tục cái câu chuyện tình yêu, nhưng có những cái cuộc cãi vã nó không đi đến đâu. Và cuối cùng rồi thì người thương lại hóa thành người dưng. Đau lắm. Và để hiểu rõ hơn cái nỗi đau, xin mời tất cả mọi người hãy đến với âm nhạc, một món quà của chương trình Không Gian Cảm Xúc gửi đến ạ. Cho riêng mình giờ đây chỉ còn một thói quen chưa kịp quên. Càng yêu quá nhiều càng thêm thấu hiểu, tình đẹp khi mới yêu chẳng nên trao hy vọng quá nhiều. Vì anh có hiểu điều gì quan trọng nhất trong tình yêu, niềm tin quý giá hơn mọi thứ. Một người từng thương nhiều thế rồi cũng hóa người dưng, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng. Trả lại nhau những hồi ức đôi môi cứ ngập ngừng, nợ nhau lời xin lỗi. Một người từng thương nhiều thế rồi cũng hóa người dưng, chỉ là ngừng yêu mà sao lại đau lòng đến thế. Suốt một quãng đường đời tôi chỉ mượn một đoạn đường càng yêu con.
gì còn trống nhớ trong tình yêu, niềm tin quý giá hơn mọi thứ. Một người từng thương nhiều thế rồi cũng hóa người dưng, chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng, trả lại nhau những hồi ức đôi môi cứ ngập ngừng, nở nhau lời xin lỗi. Một người từng thương nhiều thế rồi cũng hóa người dưng, chỉ là ngừng yêu mà sao lại đau lòng đến thế. Suốt một quãng đường đời tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi. Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Phút ấy anh còn nói anh đã sai, mình dừng lại thôi. Bây giờ anh xem có như là anh mơ, em sẽ chẳng trở về nữa. Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Phút tay anh còn đau, anh biết rồi, mình dừng lại thôi. Thế bên cạnh nhau chi, và đó là một bản mashup hai ca khúc Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, một sáng tác của nhạc sĩ Rinnai, và ca khúc Em Ngày Xưa Khác Rồi, một sáng tác của Vương Anh Tú. Cảm ơn hai giọng hát rất là ngọt ngào của Trương Thảo Nhi và Hà Thu ạ. Một tràng vỗ tay thật to ạ. Đấy, có những cái câu chuyện rồi người thương rồi cũng hóa người dưng, và nhiều khi chúng ta còn ước là ước gì chúng ta chưa từng bắt đầu, để bây giờ chỉ toàn là niềm đau thôi. Jackie ơi, dạ em đây. Em có từng ước không? Thực ra thì nếu như để mà nói là không thì là nói dối ấy. Ừ. Bởi vì trước đây em cũng đã từng có những cái quãng thời gian gọi là nông nổi. Khi đấy em quen một người, sau đấy em dừng lại, thì em có một cái suy nghĩ rằng là giá như mà mình chưa từng gặp cái người đấy thì mình sẽ không phải đau như thế, mình sẽ không phải trải qua những cái việc là mình phải khóc lóc như này, rất là yếu đuối. Bản thân em không thích cái điều đấy. Khi mà em bắt đầu em càng lớn thì em mới thấy rằng là à, nếu như không có câu chuyện đấy thì biết đâu em chưa biết cách để yêu. Tức là nhờ những cái câu chuyện mà chúng ta trưởng thành hơn trong tình yêu. Ở bất kỳ một cái cuộc tình nào thì khi mà đau nhất á, thì chúng ta hay ước, hay nếu như hay giá như. Giá như chúng ta chưa từng biết tên nhau, giá như chúng ta chưa từng gặp nhau, và giá như chuyện của chúng mình chưa bao giờ bắt đầu. Xin mời âm nhạc ạ. Với nỗi sầu như cánh hoa đã
thôi ùa màu mà ta giữ lại cho nhau. Mưa rơi trên nỗi đau nào, lòng chợt thấy nghẹn ngào vì bao khát khao. Đời chờ làm chi nỗi đau, ai ngờ tình yêu đôi ta như là mơ. Bao yêu thương đã muộn màng vì mình quá vội vàng để lòng nát tan. Vậy mà giờ sao nói không nên lời, lệ rơi trên đôi mắt em. Giờ tan vỡ đã qua thật rồi, đã xa thật rồi, sao vẫn cứ mộng mơ. Tiếc nuối những ngày tháng ơi, phút chốc tan thành bèo mây, làm sao để quên đi cuộc tình chúng mình. Anh xin yêu em trong cơn mơ, hay đến dù là giấc mơ. Dẫu biết qua ngày thơ mà lòng vẫn nhớ. Từ trong con tim anh cứ nhớ em vô bờ, tình yêu ấy cũng đã khiến anh mong chờ. Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi, sao vẫn cứ mộng mơ. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu. Làm sao để quên đi cuộc tình chúng mình. Bỗng nhiên một ngày chợt nhận ra, tình cảm đôi ta dường như đã phôi pha dần, khác xưa trăm lần. Ta dường như đã không cần. Vừa rồi là hai ca khúc Lời Chưa Nói, một sáng tác của Trịnh Thăng Bình, và Chuyện Như Chưa Bắt Đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhã. Cảm ơn Dương đã cùng anh tạo nên một món quà tuyệt vời dành cho khán giả. Thực ra thì mọi người ơi, Cường thấy Cường là người may mắn nhất ở trong cái chương trình Không Gian Cảm Xúc này. Thì mỗi người đều có một cái ước mơ mà hồi xưa mình rất là đam mê ca hát luôn. Rồi cái nghề nó chọn tới mình á. Thì là cái công việc đầu tiên mà Cường bước chân lên được sân khấu chuyên nghiệp đó là đi hát bè. Và cứ thế là mình yêu thích cái công việc đó luôn cho tới tận bây giờ. Nhưng mà cái niềm đam mê ở trong người mà nó vẫn còn. Cho nên là nhờ có Không Gian Cảm Xúc mà tôi mới cơ hội hát được vài lần. Những cái ca khúc mà rất là hay luôn, xưa tới giờ chưa bao giờ hát. Xin cảm ơn Không Gian Cảm Xúc rất là nhiều. Em cũng muốn nói lời cảm ơn đến Không Gian Cảm Xúc. Tại vì ngồi đây được hát, được chia sẻ những cảm xúc của mình rồi, lại còn được lắng nghe các anh chị, các bạn ở đây trải lòng những cái cảm xúc qua những bài hát. Thực sự mình rất là cảm động. Các em và Jiki thì đến với Không Gian Cảm Xúc, nghĩ đây sẽ là cái cơ hội để em có thể gặp được rất nhiều những anh chị, rồi bạn bè đồng nghiệp mà em rất là ngưỡng mộ từ lâu rồi. Và sau đấy thì em mới biết là em cũng sẽ được thể hiện rất là nhiều những ca khúc của rất 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 nhiều những anh chị nghệ sĩ, rồi những câu chuyện ở sau đó nữa, gặp rất nhiều nhạc sĩ, rất nhiều những cái mối quan hệ mới, những người bạn mới, trong đó có Trương Thảo Nhi này, hay là như Hà Thu, để gặp lại những người bạn cũ như JK. Không phải là cũ mà là lâu không gặp, bởi vì thực sự thì JK là một trong những người mà có thể nói là em đã gặp từ những cái thời em bắt đầu mới làm cái ca khúc đầu tiên cover của em. Đúng rồi, JK cũng rất là nổi với Chiều Hôm Ấy rồi. Và rất là vui khi hôm nay em được gặp lại JK sau một tháng rất là dài. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc. Một cái ca khúc nó mang một cái hơi thở đầy hy vọng hơn cho những cái câu chuyện vừa rồi chúng ta vừa nói qua. Một sáng tác rất là hay của Sơn Tùng MTP, Chắc Ai Đó Sẽ Về. Xin mời âm nhạc ạ. Thank you.
yêu ớt cô níu em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay, còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng ai. Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ, anh thấy đau em có biết không. Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ, từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mà rơi, anh nhớ em. Chỉ nơi đây cô đơn riêng ai. Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ, anh thấy đau em có biết không. Em ơi anh nhớ, anh rất nhớ, từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mà rơi, anh nhớ vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm bơ vơ, anh thấy đau em có biết không. Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ, từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm trên tay nước mà rơi, anh nhớ Seki. Đấy, trải qua bao nhiêu những cái chuyện đau buồn, trải qua bao nhiêu những cái câu chuyện không vui đến mấy, thì cuối cùng là người mà chúng ta cần an ủi và chúng ta cần vực dậy nhất chính là bản thân của chúng ta. Hãy cứ ước mơ, hãy cứ hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn. Nhưng kết lại, mọi người có cái kết luận gì về cái chủ đề người yêu cũ này không? Và đối với em mà nói thì cái chuyện nhắc lại người yêu cũ một phần nào đó thôi. Cảm ơn họ, bởi vì không có họ thì sẽ không có ta ngày hôm nay. Nhưng chúng ta cũng không nên nhắc lại chuyện cũ quá nhiều, bởi vì em nghĩ rằng không nhắc lại, em nghĩ là một cách để mình tôn trọng hiện tại. Tôn trọng người của hiện tại. Đúng rồi, hay quá.
Hà Thu nè. Hà Thu có đúc kết được gì qua cái chủ đề này không? Em thấy là cái bài mà vừa rồi là chắc ai đó sẽ về thôi, đối với chị em phụ nữ tụi em á, là chắc ai đó sẽ xin lỗi thôi, chắc ai đó sẽ lại hứa thôi. Đó, anh em nghe em, bây giờ nếu mà còn yêu á, xin lỗi cho em, hứa cho em không bao giờ chia tay được. Em hứa luôn, em hứa danh dự với một cô gái có một vài mối tình khó lắm, chỉ có trừ khi là các anh cũng muốn cũ rồi đó, cũng muốn là ừ thôi cho em một lối đi riêng rồi, người ta cũng muốn đi luôn rồi đó, nên người ta biện lý do đó cho để đi luôn đó. Rồi, một tràng vỗ tay cho chia sẻ rất là đáng yêu của Hà Thu ạ. Bây giờ anh sẽ đưa ra cái đúc kết của anh cho cái chủ đề người yêu cũ này. Người yêu cũ là một người không thuộc về chúng ta nữa, và mình trả họ về tự do của họ, và mình trả chính mình về tự do của chúng ta. Và đây cũng là cái món quà đặc biệt cuối cùng mà Không Gian Cảm Xúc tập này dành tặng cho mọi người. Xin mời ban nhạc ạ. Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đường ngỡ ước chung đôi bây giờ chia hai, ai nói ra lời gian dối làm ta nát con tim ai, một người nỡ một người vỡ bao mộng mơ. Rời xa nhau, dẫu tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Mình chờ người về từ sâu, chờ cuộc đời mình từ sâu, thương rất thương quay lưng hoa người dưng. Ai cũng có lý do để rời xa chúng ta, tội nghiệp mình còn ôm xa. Ta lại nhận ra nhau, không lùi bước, nắm tay nhau qua đời thương đau. Nước mắt để dành ta khóc những ngày có nhau bên nhau. Hẹn nhau nhé, hẹn nhau kiếp sau tìm nhau. Rời xa nhau, dẫu tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là dấu, dấu che đi ta còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Mình chẳng cuộc đời mình từ sau, từng giấc hương quay lưng hoa người dưng. Ai cũng có lý do để rời xa chúng ta, tội nghiệp mình còn ôm xót xa. Mình trả người về từ sau, trả cuộc đời mình từ sau, từng thiết tha phôi pha như người làm. Ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau này, tạm bỡ như kẻ say. Đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu, chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau. Sống tiếp tháng năm sau này chỉ là không.
và hai ca khúc Trả Người Về Tự Do, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy, và Chỉ Là Không Cùng Nhau, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt được viết bởi nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy luôn, cũng đã khép lại không gian cảm xúc tuần này của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn hai khách mời rất là duyên dáng và đáng yêu. Cảm ơn Jackie, cảm ơn Hà Thu, xin được cảm ơn ca sĩ Trương Thảo Nhi và ca sĩ Dương Edward. Xin được cảm ơn ban nhạc D Music à. Không gian cảm xúc mùa thứ hai do công ty truyền thông Bi phối hợp với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:30 mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tuần sau à.